Chương 394 Đại thu hoạch. Ào ào. Trên thánh linh đàm, Lâm Động tĩnh lặng ngồi khoanh chân trên mặt hồ phía đông. Cái lượng năng lượng cực kỳ đậm đặc đang không ngừng tuôn chảy vào cơ thể Lâm Động. Từng sợi năng lượng xanh nhìn tựa như là chiếc dây mây xanh chằng chịt đen đàm xen lẫn nhau. Năng lượng của thánh linh đàm trải qua 20 năm ngưng tụ cơ hồ đạt đến mức hùng hồn. Hơn nữa, Lâm Động còn cướp mất phần năng lượng của Lâm Lang Thiên. Như vậy thì năng lượng mà hắn chiếm dụng khiến cho ba người Mặc Lăng cũng phải ghen tị. Có điều họ không hành động gì cả. Giữa họ và Lâm Động không có ân oán, đương nhiên không thể vì chỗ năng lượng ấy mà gây hấn với Lâm Động. Như thế thì quá ngu xuẩn. Sau khi nhìn cảnh tượng đó, qua một lúc ngưỡng mộ, ba người Mặc Lăng ngồi khoanh chân, tranh thủ hấp thụ năng lượng thánh linh đàm khu vực của mình. Không khí của thánh linh đàm bỗng trở nên có phần quái dị. Bốn người Lâm Động cố gắng hết sức hấp thụ năng lượng của thánh linh đàm. Chỉ có Lâm Lang Thiên sắc mặt thoát đen xì, thoát lại trắng bệch, nhìn lức hổ trong veo, mặt không kìm được co giật, cuối cùng hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh, ngồi xuống tu luyện. Hắn không dám nhìn về phía Lâm Động nữa, vì hắn lo mình cũng sẽ không thể khống chế được cái cơn bạo lộ này. Nếu như vậy thì không nhìn được nữa là tốt nhất. Đối với hành động bịt mắt bịt tai làm như không biết xung quanh của Lâm Lang Thiên, Lâm Động chỉ tùy ý nhìn một cái rồi tập trung tâm thần. Tiểu Điều đã trở lại, hắn cũng không cần lúc nào cũng phải cảnh giác Lâm Lang Thiên nữa. Người cứ yên tâm hấp thụ năng lượng thánh linh đàm ở đây, nó có tác dụng rất lớn cho việc xung kích niết bàn cảnh. Còn Lâm Lang Thiên kia, ta sẽ canh gác, nhưng ta nghĩ hắn cũng dám tùy tiện động thủ đâu. Tiểu Điều lên tiếng. Lâm Động khẽ gật đầu cũng không nói gì, tâm thần khẽ động, trong hắc động bên dưới bỗng phát ra một cái lực thôn phệ rất mạnh mẽ. Năng lượng xanh lục lập tức ào ào chui vào người Lâm Động. Khi năng lượng tràn vào cơ thể, dưới cái lớp da của Lâm Động mơ hồ ẩn hiện những cái hình hoa văn màu xanh kỳ quái. Dưới lực thôn phệ đó của hắn, nước trong hồ dần dần trở nên nhạt màu, rõ ràng là năng lượng của thánh linh đàm đều đã bị cơ thể Lâm Động hút hết. Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt đã hết hơn nửa ngày, ba người Mặc Lăng cũng dần ra khỏi trạng thái tu luyện. Khi mở mắt ra, ánh mắt ai nấy đều lấp lánh ánh xanh. Rõ ràng là chuyến đi thánh linh đàm lần này bọn họ thu hoạch được không ít. Việc đầu tiên khi mở mắt là nhìn về phía bắc. Ở đó Lâm Lang Thiên vẫn nhắm mắt tu luyện, nhưng từ những cái đường gợn sóng không ngừng trên mặt nước có thể thấy trong lòng hắn không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Hắn cũng thật xui xẻo. Ba người Mặc Lăng nhìn nhau, lòng cảm thấy cổ quái, có cảm giác muốn cười mà không cười nổi. Dù sao chuyện này cũng rất hiếm thấy. Trong vài cuộc chiến hạt giống gần đây, họ chưa từng nghe chuyện tương tự xảy ra. Ánh mắt ba người nhanh chóng chuyển sang hướng Lâm Động, lập tức khựng người lại. Trên mặt nước đó không ngờ xuất hiện một cái kén ánh xanh lục. Mặt ngoài cái kén không ngừng quét tán năng lượng thánh linh đàm. Mức độ đậm đặc của nó khiến cho họ phải ngưỡng mộ. Năng lượng của thánh linh đàm rất nhiều, muốn ngưng tụ lại rất khó, gần như phải mất 20 năm mới ngưng tụ. Có năng lượng như thế này, ba người bọn họ mỗi người một phần, nhưng chỉ có một mình Lâm Động có hai phần, sao có thể không khiến người khác hâm mộ. Răng rắc, dưới cái ánh mắt chăm chú của ba người Mặc Lăng, cái kén ánh sáng màu xanh đột nhiên xuất hiện những cái vết nứt, rồi lan tỏa rộng hơn. Cuối cùng thì cái kén lộ tung hóa thành cả một cái vùng ánh sáng chói chang. Trong luồng sáng đó, một đạo thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt ba người Mặc Lăng, chính là Lâm Động. Chỉ là lúc này toàn thân hắn được bao phủ bởi một cái màn khói mờ ảo xanh lục. Hơn nữa, còn lan tỏa ra một cái luồng ký tức vô cùng mạnh mẽ. Lâm Động bỗng mở trừng mắt, hai đạo tinh quang xanh biếc bắn ra, nước hồ phía trước bay lên tạo thành một cái màn nước. Sau đó ánh sáng tan đi, hắn mở miệng phát ra một cái luồng hấp lực hút hết đám khói xanh và ánh sáng chung quanh cơ thể. Quỳnh. Sau khi đám khói và ánh sáng năng lượng kia vào trong cơ thể Lâm Động, một cái làn khói năng lượng khổng lồ bùng nổ. Mặt nước đầm bình lặng lập tức bộc phát ra vô số cột nước. Ánh mắt ba người Mặc Lăng kinh dị nhìn Lâm Động. Họ đều cảm nhận được khí tức Lâm Động dường như đã mạnh hơn. Tuy chưa đến mức đột phá, nhưng so với lúc tới Thánh Linh Đàn đã mạnh hơn một bậc. Cứ với tốc độ này thì không bao lâu nữa, có lẽ hắn sẽ bước vào tạo hóa cảnh đại thành. Động tĩnh của Lâm Động khiến cho Lâm Lang Thiên mở mắt. Hắn nhìn Lâm Động sâu trong đáy mắt trào dâng u tối, nhưng sau lượng ngày điều hòa tâm trạng hiển nhiên hắn đã ổn định tâm thần lên, cũng không có biểu lộ gì quá đà. Ha ha,
Chúc mừng Lâm Động huynh. Ba người Mặc Lăng xuất hiện gần chỗ Lâm Động rồi cung tay chúc mừng. Không dám, xem ra ba vị cũng có thu hoạch không ít. Chứ biết chừng tỷ lệ lên được niết bàn cảnh cũng tăng lên. Lâm Động mỉm cười, cung tay đáp lễ. Ta được niết bàn cảnh đầu dễ như vậy, dù năng lượng thánh linh đàm thần kỳ nhưng ngay là tỷ lệ thất bại vẫn là cao hơn tỷ lệ thành công. Mặc Lăng khẽ thở dài nói, Lâm Động gật gù, nếu như niết bàn cảnh có thể dễ đạt được thì vương triều đại viêm cũng phải không phải chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Có điều lần này đến thánh linh đàm quả thực Lâm Động hắn thu hoạch không ít. Sau khi thuần vệ được năng lượng thánh linh đàm của Lâm Lang Thiên, hắn mơ hồ cảm nhận được sâu trong cơ thể trào sông một cái cỗ năng lượng kỳ lạ. Năng lượng này tuy không thể khiến cho thực lực hắn tăng cao, nhưng hắn cũng biết sau khi xung kích niết bàn cảnh, chỗ năng lượng của thánh linh đàm này chưa biết chừng có tác dụng. Khi bốn người bọn họ nói chuyện, sắc mặt Lâm Lang Thiên lạnh như băng, đứng dậy ngẩng đầu thì thấy giữa không trung có một cái đạo năng lượng đỏ dao động rồi xoáy năng lượng xuất hiện, xem ra đã lúc rời khỏi đây rồi. Hiện nhiên Lâm Lang Thiên không muốn ở lại đây thêm nữa, vì thế vừa nhìn thấy lập tức bay lên. Bốn người Lâm Động thấy thế không chần chừ, năng lượng của thánh linh đàm đã bị ấp tu hết, ở lại chẳng còn ích gì, vậy là bốn người cũng chui vào cái xoáy biến mất. Năm người rời đi, thánh linh đàm trở về yên tĩnh. Nơi đây sẽ lại đóng lại trong 20 năm đợi cuộc chiến hạt giống lần tiếp theo. Sâu trong hoàng cung, trong một khu rừng, hàn quang lan tỏa, từng đạo thân ảnh xuất hiện trong ánh hào quang dưới ánh mắt chăm chú của Mạc Tiêu Thiên và những người khác, sau đó hạ xuống tế đàn. Đóng tế đàn, sau khi thấy năm người Lâm Động xuất hiện, Mạc Tiêu Thiên thở phào rồi hô một câu, thủ ấn biến hóa, ánh sáng tối dần, ánh sáng thông tới thánh linh đàm cũng là lơ lửng phía trên tế đàn dần dần tan biến. Chúc mừng mọi người đã thành công rời khỏi thánh linh đàm. Đây là sự trợ giúp cuối cùng của vương triều đại viêm đối với các ngươi. Hy vọng các ngươi ở đó từ nay về sau khi trải qua tế đàn đóng, các ngươi sẽ giúp đỡ vương triều đại viêm. Mạc Tiêu Thiên nhìn về phía Lâm Động rồi bỗng ánh mắt dừng trên người Lâm Động, ánh lên kinh ngạc vì hắn cảm nhận được trong cơ thể Lâm Động dựng như năng lượng thánh linh đàm tỏa ra từ người hắn mạnh hơn bốn người còn lại. Ủa? Khi Mạc Tiêu Thiên cảm thấy kinh ngạc thì ánh mắt hắn dừng lại trên người Lâm Lang Thiên, lại càng ngạc nhiên hơn, hắn chẳng thấy chút năng lượng của thánh linh đàm nào trên người Lâm Lang Thiên cả. Thế này là sao? Xem ra chuyến đi thánh linh đàm dường như không được an tĩnh. Mạc Tiêu Thiên nhìn ra đoán được, vậy là ánh mắt vội vàng nhìn Mạc Lăng, thấy năng lượng trên người Mạc Lăng không quá yếu mới thầm thở vào, rồi giọng nói hùng hồn vang lên bên tai Lâm Động và những người khác, khiến huyết dịch trong cơ thể bọn họ như sôi sục. Chỉ còn 10 ngày nữa là tới Bách Triều Đại Chiến. 10 ngày nữa mọi người có thể rời khỏi Vương Triều Đại Viêm, chuyển tống tới Bách Triều Đại Chiến Viễn Cổ Chiến Trường để tham gia. Các vị khi vào trong Viễn Cổ Chiến Trường sẽ không còn sự trợ giúp của Bách Triều Đại Chiến chúng ta nữa. Ở đó, mọi thứ đều phải dựa vào chính bản thân các vị. Vì vậy, hãy thu lại sự cao ngạo ở Vương Triều Đại Viêm, vì ở vùng đất đó các vị chỉ là những cái người tham gia thi đấu vô cùng bình thường. Còn về việc ở đó các vị có phát huy được thực lực đến mức nào thì phải xem năng lực của mỗi người. Bọn ta ở Vương Triều Đại Viêm cũng đợi ngày này rất lâu rồi. Chúng ta mong đợi ngày danh tiếng các vị truyền về, lúc đó các vị sẽ trở thành viên minh châu sáng lấp lánh của Vương Triều Đại Viêm. Cả vương triều đều tự hào vì các vị. Chương 395 Thiên Ngạc Cốt Thương. Chuyến đi tới thánh linh đàm cuối cùng cũng kết thúc không quá nhiều biến cố. Trong năm người, người có thu hoạch nhiều nhất chính là Lâm Động. Lần này hấp thu không ít năng lượng của thánh linh đàm, chắc chắn khi xung kích niết bàn cảnh, số năng lượng này cũng giúp ích rất nhiều. Ngược lại với Lâm Động, đương nhiên là Lâm Lang Thiên tay không quay về. Hành động của hắn lần này đúng là mất cả chi lẫn chai. Vốn dĩ hắn định cướp đoạt năng lượng của Lâm Động, không ngờ cuối cùng lại thành ra thế này. Thậm chí ngay cả nguyên thần trong người của hắn cũng không giúp được gì. Sự việc này là đã kích hắn không ít.
Chỉ có điều hiện nhiên Lâm Động chẳng quan tâm tới tâm trạng của Lâm Lang Thiên, với Lâm Động cướp đi năng lượng của Thánh Linh Đạm là sự báo thù nhỏ mà thôi. Nếu không phải ở đây vẫn là Vương Triều Đại Viêm thì hắn cướp đi không phải là chút năng lượng của Thánh Linh Đạm đó. Vì thế, khi chuyến đi Thánh Linh Đạm kết thúc, Lâm Động liền theo Lâm Phạm trở về đình viện. Tuy lần này để cho Lâm Lang Thiên biết đến sự tồn tại của Tiểu Điêu, nhưng mà hắn không lo Lâm Lang Thiên sẽ để lộ điều này. Với thực lực hiện nay và mức độ quan trọng của Lâm Động trong gia tộc Lâm Thị, dù Lâm Phạm có biết điều này cũng chẳng có ý đồ gì khác, mà ngược lại là vui mừng vì Lâm Động có thủ đoạn đặc biệt. Trong Bách Triều Đại Chiến sẽ có khả năng tự bảo vệ nhiều hơn. Trên đoạn đường trở về, sắc mặt Lâm Lang Thiên lúc nào cũng tối sầm không nói một câu. Khí lạnh âm u bao quanh phủ người hắn, khiến cho người ta biết tâm trạng hắn lúc này cực kỳ không tốt. Biểu hiện đó của hắn khiến cho Lâm Phạm ban đầu hơi khựng lại rồi nhìn Lâm Động, dường như nghĩ ngợi điều gì. Mặc Tiêu Thiên có thể cảm nhận được năng lượng Thánh Linh Đạm trên người Lâm Động vô cùng đậm đặc, cũng là cùng niết bàn cảnh. Đương nhiên Lâm Phạm cũng cảm nhận được, vì thế hắn cũng đoán được chuyện ở Thánh Linh Đạm có lẽ hai người không đội trời chung này lại sau đấu. Mà nhìn tình hình, rất có khả năng Lâm Động lại chiếm thượng phong. Thế nhưng nếu không thì Lâm Lang Thiên cũng không có bộ dáng này. Lâm Phạm chỉ là lắc đầu bất lực, coi như không thấy gì. Nếu là trước đây địa vị Lâm Lang Thiên cao hơn Lâm Động, có lẽ hắn sẽ nói gì đó. Nhưng hiện giờ bất luận thực lực hay mức độ quan trọng của Lâm Động đều không thua kém Lâm Lang Thiên. Vì thế mà Lâm Phạm sẽ không vì người này mà chèn ép người kia. Ân oán giữa bọn họ hắn không thể nhúng tay vào, rốt cuộc giải quyết thế nào chỉ có thể do bọn họ tự quyết định. Quay về chỗ ở, Lâm Động đi thẳng về phía đình viện của mình, tay áo vung lên. Tiểu Viêm ở hình thái con mèo còn bay ra nhanh chóng phình lên, vô cùng uy mãnh, gầm một tiếng trầm đục khiến cả đình viện rung chuyển. Lâm Động nhìn Tiểu Viêm với ánh mắt ngạc nhiên, cơ thể vốn đỏ hồng của Tiểu Viêm giờ càng thêm đỏ rực, nhìn giống như là một ngọn lửa đang bừng cháy, tứ chi lặng lề dẫm trên mặt đất. Những cái chiếc móng vuốt sắc phát ra hàn quang lạnh lẽo. Điều khiến Lâm Động kinh ngạc đó là chiếc đuôi mãng vĩ của Tiểu Viêm đã giấu dưới lớp lầm giác, cơ hồ có sức mạnh gì đó đặc biệt tỏa ra, cảm giác giống như sự tiến hóa ngầm, chẳng ai biết được sau này nó sẽ biến hóa thành gì. Điều này khiến cho Lâm Động vô cùng kinh ngạc. Phải biết là đuôi mãng vĩ chỉ là bộ phận trang trí của Tiểu Viêm mà thôi. Tuy giống như là con cự mãng, nhưng mà dù gì chỉ là có tác dụng như móng vuốt của Tiểu Viêm, căn bản không có linh tính. Vì sao lại xuất hiện cái cảm giác tiến hóa ngầm ở đó? Còn hổ ngu ngốc đó đang tiến hóa, cái đuôi mãng vĩ của nó sau này có lẽ sẽ trở thành một loại vũ khí công kích rất mạnh. Lúc này thì Tiểu Điêu cũng hiện ra, nhìn Tiểu Viêm nằm phục phục trên đất, toàn thân lan tỏa khí tức hùng sát nói. Nghe vậy thì Lâm Động cũng chép chép miệng cười. Bản thân Tiểu Viêm chỉ là hỏa mãng hổ, không ngờ lại được tiến hóa tới mức này. Quả thật những cái con hỏa mãng hổ thường đến nguyên đan cảnh là hết cỡ, không ngờ Tiểu Viêm lại khác biệt như thế. Có gì lạ đâu, con hổ gốc này vốn chỉ là hỏa mãng hổ, nhưng nó lại có thể chất biến dị, cộng thêm việc sau khi người có được không ít thu hoạch, cho nên nó mới có thành tựu như bây giờ. Hơn nữa sau này trưởng thành nó cũng không tầm thường đâu, Tiểu Điêu không thấy bất ngờ thản nhiên nói. Trong giới yêu thú không hề có thiếu yêu thú bình thường bị biến dị trở thành cường giả siêu cấp hùng bá một phương. Năm đó ta từng gặp qua một vị cường giả, bản thân hắn trước đây chỉ là một cái con phòng mà báo bình thường xếp trong hạng dã thú, nhưng cuối cùng thì thể chất hắn biến dị, nhờ có cơ duyên thôn phệ được một số yêu thú cường đại, lấy được tinh hoa của chúng, cuối cùng triệt để thay ra đổi thịt, trở thành tuyệt thế bá chủ uy chấn yêu vực. Nghe thấy vậy thì Lâm Động không khỏi quệt lạnh mồ hôi. Thế giới rộng lớn quả nhiên không có điều gì là không có thể. Có lẽ đây mới gọi là cá vượt vũ môn, hóa rồng thực sự. Có điều cũng không biết sau này Tiểu Viêm sẽ biến dị thế nào. Yêu thú biến dị tuy rất khó tiến hóa, nhưng mà tiền đồ thì thiên biến vạn hóa, trái biết được cuối cùng sẽ thành thế nào. Tuy rằng không hy vọng con hổ ngốc này đạt tới mức độ như tuyệt thế bá chủ kia, nhưng mà có lẽ cũng không quá tồi.
sau khi vào viễn cổ chiến trường. Người tìm cơ hội lấy được một vài huyết mạch của các yêu thú cường đại cho nó hấp thu. Tiểu Điêu cười nói. Lâm Động cũng gật đầu, vừa định xoa đầu Tiểu Viêm. Mấy năm nay Tiểu Viêm cùng hắn vào sinh ra tử. Hắn đã không còn coi Tiểu Viêm chỉ là vật cưng, mà là một người bạn không thể thiếu. Sau khi vào viễn cổ chiến trường, nhất định hắn cố gắng để thực lực Tiểu Viêm được nâng lên. Tiểu tử, người còn 10 ngày, 10 ngày sau là phải vào viễn cổ chiến trường tham gia Bách Triều đại chiến. Con đường này không thể quay lại. Trong viễn cổ chiến trường, nơi đầu cũng là một cái con cá lớn luốt cá bé. Quy tắc sinh tồn tự nhiên vô cùng khắc nghiệt. Thực lực hiện nay của người có thể coi là hàng đầu trong thế hệ trẻ tuổi Vương Triều Đại Viêm, nhưng đặt trong viễn cổ chiến trường thì không thể coi là nổi bật. Tiểu Điêu ngồi trên đầu Tiểu Viêm, ánh mắt trầm trọng nhìn Lâm Động, tự tố nói. Lâm Động gật đầu, những lời như thế hắn nghe không ít, vì thế cũng sớm đoán được. Trước sự biến đổi thân phận đó, nên hắn cũng không quá ngạc nhiên, mà những cái thiên tài khác ở Vương Triều sở dĩ mạnh hơn, đa phần không phải vì thiên phú siêu việt mà là nhờ vào tài nguyên. Đông Huyền vực rộng lớn vô tận, Vương Triều trong đó nhiều như sao trời, và Vương Triều Đại Viêm chẳng qua chỉ là một trong những Vương Triều không có gì nổi bật. Trong Vương Triều này, những người vượt qua niết bản kiếp như Mạc Tiêu Thiên đã có thể coi là trí cường giả. Nhưng mà nếu ở các vương triều thực sự lớn mạnh thì e rằng chỉ là hạng trung bình, muốn là hạng đầu căn bản không thể. Các đại vương triều kia còn có tài nguyên nhiều hơn ở Vương Triều Đại Viêm hàng trăm hàng ngàn lần. Thiên tài bọn họ đương nhiên sẽ có thành tựu cao hơn. Khi giao đấu với thiên tài của Tiểu Vương Triều, đương nhiên sẽ là hoàn toàn áp đảo. Cái này không thể nói là công bằng hay không. Thế giới vốn chính là vậy. Khi nào là liệt bàn cảnh thực sự có tư cách chiếm dụng tài nguyên của vùng đất đó? Nếu không, người sẽ bị coi là con kiến, bị người ta giẫm bẹp. Đừng coi Bách Triều đại chiến là cuộc chiến hạt giống gì gì đó kia. Trong cuộc đấu tranh sinh tồn đó vô cùng khốc liệt, kẻ yếu không có bất cứ quyền phát ngôn nào, chứ đừng nói tới là nhân quyền. Trong mắt cường giả, kẻ yếu không phải là người mà chỉ là sâu bọ. Đương nhiên cũng không thể không nói rằng sinh tồn được trong hoàn cảnh tàn khốc đó mới là cường giả chân chính. Lâm Động hít sâu một hơi trầm giọng nói. Trước đây ta cũng từng là sâu bọ, vì thế sau này ta phải là cường giả. Bách Triều đại chiến bất luận có tàn khốc thế nào thì ta nhất định cũng phải nổi bật. Chỉ khi ta là cường giả, phụ thân bọn họ mới có thể vĩnh thế vô ưu. Hắc hắc, khí thế không nhỏ, nhưng đây không phải là chuyện nói là xong đâu. Vẫn còn 10 ngày, người vẫn lên nhanh chóng một chút tăng thực lực chiến đấu. Phòng khi vào trong Bách Triều đại chiến xui xẻo gặp phải cường giả. Tiểu Điêu cười quái dị, 10 ngày thì đâu tăng được bao thực lực. Đúng rồi, không phải ngươi nói có được cái gì từ Thánh Linh Đàm sao? Lâm Động lắc đầu bất lực, chợt nhớ đến điều gì hỏi. Tiểu Điêu cười vỗ nhẹ Tiểu Viêm một cái, rồi há to mồm, một cái luồng sáng xám bắn ra, một vật bằng cái xương dài khoảng 1 trượng. Đây là... Lâm Động ngạc nhiên nhìn vật trong tay Tiểu Điêu. Đây dường như là một cái cây thương được làm bằng xương, tạo hình cổ phác, ngoài nhìn vào vẻ không có cái gì là tinh mỹ cả. Cán thương trơn nhẵn giống như được làm bằng ngọc chứ không phải là làm bằng xương. Nhìn chỉnh thể thì cây cốt thương này không có cách vẻ mạnh mẽ lắm, nhưng mà khi nhìn vào mũi thương màu xám bạc, Lâm Động phát hiện ở đó có một cái tứ hàn ý rất đặc biệt đang lưu chuyển. Nhìn tứ hàn ý đó, toàn thân Lâm Động bỗng căng lên, cảm nhận được một cái cảm giác nguy hiểm rất mãnh liệt. Hắn dám chắc nếu không kịp trở tay, dù với thực lực của hắn cũng dễ dàng bị thứ này đâm xuyên. Đây là linh bảo, Lâm Động có phần không chắc chắn nói. Tiểu Điêu cười thản nhiên nói. Nói ra thì là bản mệnh linh bảo được luyện chế từ xương cốt của chính viễn cổ thiên ngạc. Chương 396 Luyện hóa
thiên ngạc cốt thương. Yêu thú mà biết luyện chế linh bảo. Nghe tiểu điêu nói vậy, Lâm Động vô cùng kinh ngạc. Yêu thú bình thường đương nhiên không thể làm vậy, nhưng mà con viễn cổ thiên ngạc này đâu phải yêu thú thông thường. Khi còn sống chắc chắn nó rất lớn mạnh, luyện chế linh bảo không phải chuyện khó tin gì lắm. Tiểu điêu bĩu môi nói, ánh mắt nhìn Lâm Động vô cùng khinh thường. Lâm Động cũng không để tâm tới ánh mắt của tiểu điêu, hắn đang rất hiếu kỳ nhìn cái cây trường thương cổ phác kia. Cùng với việc thực lực càng ngày càng nâng cao, thiên lần cổ kích thuộc hàng linh bảo cao cấp đã không còn đáp ứng được nhu cầu chiến đấu của Lâm Động nữa. Sự xuất hiện của cây cốt thương vừa hay có thể lấp đầy chỗ thiếu. Từ sức mạnh mơ hồ lan tỏa từ cây cốt thương, Lâm Động biết nó chắc chắn không yếu hơn linh bảo địa cấp, cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần so với thiên lần cổ kích. Tiểu điêu vùng tay lên, cây cốt thương liền bay tới chỗ Lâm Động. Mắt Lâm Động lóe lên, giơ tay ra bắt lấy cánh tay lặng trĩu. Cây cốt thương nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, lại không nhẹ nhàng hơn tảng đá vạn cân. Với sức mạnh của Lâm Động cũng cảm thấy tay mình phải trĩu xuống. Thường tốt, Lâm Động khẽ tán thưởng. Nhìn gần cốt thương hắn mới phát hiện trên cán lan tỏa rất nhiều sợi ánh sáng màu đỏ tươi, gần như phân bố trên cây thương, nhìn giống như là mạch máu vô cùng kỳ dị. Hơn nữa, những cái mạch máu đó lại tựa như đang lưu truyền một cái cảm giác mơ hồ từ thời viễn cổ hồng hoang lan tỏa ra. Với những con viễn cổ thiên ngạc tương tự thế này, bất cứ cái xương nào cũng đủ so sánh với linh bảo địa cấp bình thường rồi. Mà chất liệu cây cốt thương này rõ ràng được luyện chế từ bộ phận cứng nhất trong cơ thể thiên ngạc. Hơn nữa, vì đây là bảo vật bảo mệnh của thiên ngạc, khi yêu linh của thiên ngạc tiêu tán, có một lượng lớn tuyền tinh huyết dung nhập vào cốt thương. Nếu như người luyện hóa được nó, thì sau này chưa biết chừng có thể triệu hồi ra yêu linh của viễn cổ thiên ngạc chiến đấu. Tiểu điêu bình thản nói, hừ, triệu hồi yêu linh viễn cổ thiên ngạc. Nghe thấy vậy thì Lâm Động có phần rung động. Không ngờ rằng cái cốt thương nhìn không có cái gì hoa lệ lắm, lại là làm có khả năng lớn đến mức như thế. Thì Lâm Động không biết khi còn sống, đầu viễn cổ thiên ngạc này hung hữu, hùng hãn đến mức nào. Nhưng nghĩ chắc cũng là mức hắn không thể tưởng tượng nổi. Yêu linh của tầng thứ đó dù có là huyền ảo thì uy lực cũng hơn hẳn so với linh bảo địa cấp bình thường rồi. Đương nhiên, triệu hồi yêu linh thiên ngạc chắc chắn phải trả giá, ví như là huyết tế gì đó. Huyết tế? Dùng máu của ta sao? Lâm Động sững người, lời nói đó quả thực là một gáo nước lạnh dội vào hắn. Dùng máu người có tác dụng gì? Người cũng đánh giá mình quá cao rồi đấy. Tiểu điêu trợn mắt nói khiến cho miệng của Lâm Động giật giật. Muốn triệu hồi yêu linh thiên ngạc nhất thiết phải dùng tinh huyết các đại yêu thú, thậm chí mạnh hơn cả viễn cổ long viên trong cơ thể ngươi. Tiểu điêu nói. Lâm Động khựng người rồi hai hàng mày nhăn tít lại. Tinh huyết mạnh hơn viễn cổ long viên, đó là gần như mà đạt tới mức niết bàn cảnh rồi sao? Hắn tìm đâu ra thứ tinh huyết quý giá như thế? Nghĩ vậy, hắn không khỏi thất vọng, vốn tưởng hắn có thể dựa vào cây cốt thường thiên ngạc này mà có được một cái thứ vũ khí sát thủ nữa. Trong người người có một loại tinh huyết đáp ứng được điều kiện này. Thế nhưng Lâm Động đang thất vọng thì tiểu điêu bỗng nói. Hả? Lâm Động nhìn tiểu điêu đầy kinh ngạc, nghĩ mãi không biết hắn có tinh huyết gì đạt được điều kiện đó. Thiên lần cổ kích trong thanh cổ kích có một cái đạo tinh huyết của long, tuy không thật tinh thuần nhưng dùng để huyết tế thì vẫn có thể triệu hồi được yêu linh thiên ngạc. Tiểu điêu chỉ vào túi càn khôn của Lâm Động nói. Thiên lân cổ kích. Nghe vậy thì Lâm Động mới chợt bừng tỉnh. Trong thiên lân cổ kích đúng là có một cái đạo tinh huyết của long mỏng manh. Tuy cổ chủ nhân của tinh huyết này không phải là long thực sự, nhưng mà trong thế giới yêu thú, chỉ cần có mối liên hệ với chữ long cũng đủ để có hung danh rồi. Dùng đạo tinh huyết này để huyết tế, thực sự là triệu hồi được yêu linh của viễn cổ thiên ngạc sao? Nhưng mà đáng tiếc là nếu lấy ra tinh huyết bên trong thiên lân cổ kích thì cái thứ linh bảo cao cấp đầu tiên Lâm Động có được sẽ bị hủy hoại.
yên tâm đi. Thiên ngạc cốt thương này rất mạnh, nhưng mà cũng có huyết linh khôi hộ thân. Dù phải đối mặt với cường giả nết bàn cảnh như Lâm Phạm cũng có thể rút lui an toàn. Đương nhiên, khi thực sự phải triệu hồi yêu linh thiên ngạc, thì đó là khi người gặp nguy hiểm chí mạng. Lúc đó dùng một cái thanh thiên lân cổ kích đổi lấy một mạng cũng rất lời rồi. Tiểu điêu thản nhiên nói. Lâm Động cười khổ, đúng là so với mạng sống thì mất đi một cái thiên lân cổ kích đã là cái gì. Trước tiên người tranh thủ thời gian luyện hóa thiên ngạc cốt thương, còn có thể luyện hóa thành công trước khi vào viễn cổ chiến trường hay không thì phải xem bản lãnh của ngươi. Trong cây thương này có dấu vết của yêu linh viễn cổ thiên ngạc, luyện hóa không dễ dàng đâu. Đương nhiên, nếu như ngươi luyện hóa thành công trước khi đến viễn cổ chiến trường thì ngươi đã có thêm một cái thủ đoạn bảo mệnh. Tiểu điêu vươn vai nói. Lâm Động khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên chút nặng nề. Hắn biết thời gian cấp bách, vì thế cũng không kéo dài thời gian, lập tức vào phòng, ngồi quanh chân trên giường, hít sâu một hơi, hai bàn tay thả lỏng. Thiên ngạc cốt thương chậm chậm bay lên lơ lửng trước mặt hắn. Từng đợt khí tức hồng hoang lan tỏa, mơ hồ còn có xen lẫn vào tiếng gầm cổ lão trầm đục. Lâm Động nhìn chăm chăm vào côi cốt thương, sau đó chậm nhắm mắt lại, tâm thần khẽ động. Tinh thần lực hùng hồn từ Lê Hoàn Cung ảo ạt trào ra, nhanh chóng ngưng tụ trước mặt hắn. Rồi nghe thấy tiếng phừng phừng, vô số tinh thần chi hỏa đã được sinh ra. Với năng lực linh phù sư cao cấp hiện tại, hiển nhiên Lâm Động đã ung dung hơn rất nhiều trong việc ngưng tụ tinh thần chi hỏa. Đi, Lâm Động chỉ tay ra, một ngọn lửa gạo thét bay ra bao trùm lấy cây cốt thương. Lập tức thân cây thường phát ra tiếng cháy lách tách, các đường mạch máu dường như là lưu chuyển nhanh hơn. Trong chớp mắt, cái cây thiên ngạc cốt thương như được hồi sinh. Quỳnh, từ trong cây thiên ngạc cốt thương, một cái luồng sức mạnh cuồn cuộn lan tỏa, cả ngọn tinh thần chi hỏa cũng bị đẩy lùi ra xa. Cây thường bỗng rung lên dữ dội, làm nổ tung tinh thần chi hỏa, biến thành một cái luồng xám muốn đào thoát. Hừ, bất luận lúc còn sống ngươi ngang ngược thế nào, nhưng bây giờ yêu linh cũng không còn, xem người phản kháng thế nào. Thủ ấn Lâm Động biến hóa, lần này thì tinh thần chi hỏa nóng bỏng hơn lập tức hình thành, rồi lại bao phủ lấy cây thiên ngạc cốt thương. Đối mặt với sự thiêu đốt hùng hãn của tinh thần chi hỏa, thiên ngạc cốt thương bỗng phát ra âm thanh kỳ lạ. Từng sợi khói đỏ màu máu thẩm thấu ra ngoài, ngưng tụ thành một con thiên ngạc cỡ nhỏ dãy ruộng điên cuồng trong tinh thần chi hỏa, thậm chí còn muốn công kích Lâm Động. Lâm Động bình tĩnh nhìn cảnh tượng đó. Thiên ngạc cốt thương cũng là linh bảo địa cấp, cho nên nó có linh tính, lại cộng thêm sự ảnh hưởng của con viễn cổ thiên ngạc, luyện hóa không hề dễ dàng. Nhưng Lâm Động cũng không lo lắng, dù thiên ngạc cốt thương có ngang ngược nhưng mà cũng không có chi viện, sớm muộn gì cũng không thể chống lại được sự thiêu đốt kia. Nghĩ vậy, Lâm Động chậm chậm nhắm mắt lại, các tia tinh thần lực không ngừng tỏa ra, hóa thành tinh thần chi hỏa bao phủ lấy thiên ngạc cốt thương. Việc luyện hóa này của Lâm Động kéo dài tận ngày thứ năm. Nhưng mà điều Lâm Động suy đoán không hề sai, dưới sự thiêu đốt không ngừng, sự hung hãn của thiên ngạc cốt thương càng ngày càng giảm. Đến ngày thứ năm thì con thiên ngạc cỡ nhỏ cũng tan đi, biến thành một cái làn khói đỏ quay về thiên ngạc cốt thương. Bản thân cốt thương cũng không dễ dụa nữa. Hiện nhiên, năm ngày này tinh thần chi hỏa đã hoàn toàn luyện hóa được sự hung hãn mà viễn cổ thiên ngạc để lại trong cốt thương. Khi cây thiên ngạc cốt thương trở lên bình tĩnh, Lâm Động mở mắt ra, cắn đầu lưỡi. Một cái tia máu bắn ra bắn tới cây thiên ngạc cốt thương, sau đó dưới sự thiêu đốt của tinh thần chi hỏa, biến thành vô số đường mạch máu rơi xuống thiên ngạc cốt thương. Những cái tia máu này chậm chậm uốn lượn, dần dần dung hợp vào nhau, dường như hình thành nên một cái dấu ấn tạo từ vết máu tươi. Cũng đúng vào lúc dấu ấn đó xuất hiện, Lâm Động cũng cảm thấy dường như hắn hoàn toàn khống chế được thiên ngạc cốt thương rồi.